đến hẹn lại lên, điểm danh Sương Sương Spotlight tuần này với các chương trình giải trí siêu hấp dẫn của VChannel nhé. Lại đến phần điểm sáng hốc hòn học của Hoa Vương nha cả nhà yêu. Các bạn thấy tập 17, 18, 19 vừa cập bến YouTube tuần rồi như thế nào? Như báo hiệu trước một cơn bão. Nếu như cô phản bội tôi, thì mọi chuyện không chỉ dừng lại là một cơn bão đâu. Anh Thư, Trà My quậy đục nước tinh hoa F&B luôn. Nếu như cô lo sợ hình ảnh trong sạch và thành đạt của mình bị suy sụp, thì hãy tìm cho mình một người thế thân đi. Anh Thư biến Trúc Mai thành con tốt thí để phá hoại việc kinh doanh của giám đốc Hải Đăng. Chị rất tin tưởng em, cho nên mới giao việc quan trọng này cho em. Em hãy giữ bí mật, không được nói với ai hết. Đúng ý Trà My rồi. Em sẽ không vội lòng tin của chị đã giao cho em đâu. Nhưng vì con gái bị từ hôn, tôi không bao giờ thỏa hiệp để cho con trai tôi lấy một đứa con gái ăn chơi như vậy đâu. Mà Yên đang gạ sẽ bốc trần chuyện Đăng Khoa không phải con ruột của chủ tịch, khiến bà Trà My rất run. Anh Quang Hải không thể biết chuyện này. Anh Quang Hải không được biết chuyện này. Đây cũng chính là bí mật lớn nhất của chị, cho nên chị Trà My cô... Đừng quên cô cũng là đồng phạm, nhất định không bao giờ xảy ra đâu. Cô hiểu chưa chị Trà My? Vì tiền mà các bà mẹ mưu tính gán ghép hôn nhân cho những đứa trẻ không yêu nhau. Bộ ba Đăng Khoa Hoàng Yến Trúc Mai bị xoay vòng vòng như con rối. Trên phim thì drama căng đét chứ hậu trường thì hài hước rõ nét à. Chiếm spotlight Hoa Vương tuần này là chuyện hậu trường. Hồng Anh Anh Thư cãi nhau tới 15 trang kịch bản. Thanh Thúy bị con gái cưng cho ăn roi bầm dập. Artist học diễn cảnh khóc của Song Joong Ki và Lee Min Ho để đóng vai thiếu gia trong Hoa Vương. Mình rất là đam mê các oppa Hàn Quốc luôn. Anh nào? Mình rất là thích anh Lee Min Ho nè, anh Ji Chang Wook nè, anh Lee Jong Suk nè, anh Song Joong Ki nè. Mình thấy sao mấy anh khóc đẹp quá, còn mình khóc là chảy nước mũi. Nó mình nghĩ là thôi, đang diễn rồi, nhập tâm rồi, thôi kệ luôn. Rồi một diễn xong mày nói thì cũng tao muốn chết với mày luôn, tao muốn chết với mày rồi. Tại chị thấy ghê quá. Và khi xả vai thì bộ tứ Otis Tam Triệu Dân, Trinh Tuấn Kiệt, Rima Thanh Vi over hợp ai cũng hài hước mặn mà lắm nha. Thiếu một cái nhân vật đứng ở đây thì gặp người đó thì mới là vui diễn. Đúng rồi. Thật ra cái người đó là anh Kim. Dạ đúng rồi. Không ai nói, không nói thì cũng biết rồi đó. Đây là Duy Mạnh. Duy Mạnh. Không, tôi đang nói một cái tiếng hài. Nói không thấy hài. I love you. Xin chào và hẹn gặp lại trong phim. Đừng quên đón xem Hoa Vương, Người Ấy Là Ai, mùa 5 và rap Việt mùa 3 trên VChannel và VOn.